Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển 16, phẩm thập trụ thứ 15. Địa vị của Bồ Tát có 42 cấp bậc, tức là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, diệu giác. Vì Bồ Tát có 42 phần vô minh hoặc, cho nên phải từ thập trụ mà bắt đầu tu hành viên mãn một pháp môn, thì bớt một phần vô minh mà tăng thêm một phần pháp thân, liền thăng lên một bậc. Cho đến bậc đẳng giác thì vẫn còn một phần sinh tướng vô minh chưa dứt, nếu đoạn hết thì là diệu giác Bồ Tát, tức cũng là Phật. Phẩm này nói về thập trụ của Bồ Tát. Thập 10 là đại biểu cho vô lượng số mục, 10 hay sinh trăm, trăm hay sinh ngàn, ngàn hay sinh vạn. Kinh Hoa Nghiêm dù có nói pháp gì cũng đều nói 10 thứ, biểu thị cảnh giới của pháp là trùng trùng vô tận, viên dung vô ngại, trụ là an trụ. Do đó, huệ trụ nơi ý được vị bất thối mà gọi là trụ. Huệ là năng trụ, lý là sở trụ, được vào chánh vị, vị chẳng dao động. Di là thập trụ, tức là một ban đầu phát tâm trụ, hai trị địa trụ, ba tu hành trụ, bốn sinh quý trụ, năm cụ túc phương tiện trụ, sáu chánh tâm trụ, bảy bất thối trụ, tám đồng chân trụ, chín pháp vương tử trụ, 10 quán đảnh trụ. Thập trụ này là pháp môn bắt đầu tu của Bồ Tát. Nghĩa lý của thập trụ giải thích rất tỉ mỉ ở phía sau. Phẩm này thuộc phẩm thứ 15 trong Kinh Hoa Nghiêm, cho nên gọi là phẩm thập trụ thứ 15. Bấy giờ Bồ Tát Pháp Huệ nương oai lực của Đức Phật nhập vào Tam Muội Bồ Tát Vô Lượng Phương Tiện. Sau khi nói xong phẩm thứ 14 thì lúc đó có vị Bồ Tát Pháp Huệ, ngài nương đại oai thần lực của 10 phương chư Phật gia trì, ở trong định quán sát nhân duyên của tất cả chúng sinh, đáng dùng pháp gì độ được thì dễ nói pháp đó để giáo hóa chúng sinh. Bất cứ là Phật hoặc là Bồ Tát, trước khi nói pháp thì trước hết phải nhập định. Vị Bồ Tát Pháp Huệ này, ngài nhập Tam Muội Bồ Tát Vô Lượng Phương Tiện. Bồ Tát là giác hữu tình, giác ngộ hữu tình, còn gọi là hữu tình giác. Bậc giác ngộ trong hữu tình, phương tiện là quyền xảo phương tiện, quyền là thiện quyền, xảo là xảo diệu, Tam Muội là chánh định chánh thọ. Bồ Tát đang quan sát pháp môn mà chúng sinh hoan hỷ để nói pháp, khiến cho chúng sinh đắc được pháp hỷ sung mãn. Pháp phương tiện này có vô lượng vô biên, do giới mà sinh định, do định mà phát huệ. Cho nên trước khi giảng kinh phải tĩnh tọa một lúc để cho tâm thanh tịnh, chẳng có tạp niệm. Đến lúc giảng kinh thì trí huệ chân chánh sẽ hiện tiền, từ tự tánh mà chảy ra, giống như dòng nước thao thao bất tuyệt, khiến cho người nghe kinh cảm thấy ý vị dồi dào, muốn thôi cũng không được. Nếu trước khi giảng kinh mà không thể tĩnh tọa thì đạo lý giảng kinh sẽ khô khan vô vị, khiến cho người nghe chẳng khởi cảm ứng. Cho nên trước phải nhập định, thanh tịnh thân tâm, quét trừ tạp niệm thì mới được biện tài vô ngại. Nhờ sức Tam Muội mà ngoài các thế giới, nhiều như số hạt bụi ngàn cõi Phật trong 10 phương đều có các đức Phật, nhiều như số hạt bụi ngàn cõi Phật đều đồng danh hiệu là Pháp Huệ, đều hiện ra ở trước bảo Bồ Tát Pháp Huệ rằng: lành thay thiện nam tử, ông nhập vào đường Tam Muội Bồ Tát Vô Lượng Phương Tiện này. Bồ Tát Pháp Huệ nhập định nhờ sức lực của định mà ngoài các thế giới, nhiều như số hạt bụi ngàn cõi Phật trong 10 phương lại có các đức Phật, nhiều như số hạt bụi ngàn cõi Phật. Tuy Phật nhiều như thế nhưng đồng một danh hiệu, đó là Phật Pháp Huệ. Các ngài các hiện ra ở trước Bồ Tát Pháp Huệ mà nói rằng: lành thay, ông là thiện nam tử tốt nhất, ông vì giáo hóa chúng sinh mà nhập vào Tam Muội Bồ Tát Vô Lượng Phương Tiện. Sau khi xuất định sẽ nói pháp giáo hóa chúng sinh, đây là một việc công đức tốt vô cùng. Thiện nam tử, các đức Phật nhiều như số hạt bụi ngàn cõi Phật trong 10 phương đều dùng thần lực cúng gia bị cho ông và oai thần lực, nguyện lực thuở xưa của Như Lai Tỳ Lô Giá Na cùng với sức căn lành của ông tu nên nhập vào Tam Muội này, khiến cho ông nói pháp Phật Pháp Huệ nhiều như số hạt bụi ngàn cõi Phật, đồng thời nói với Bồ Tát Pháp Huệ: ông là vị nam tử rất tốt, chúng ta chư Phật nhiều như số hạt bụi ngàn cõi Phật trong 10 phương, mỗi vị Phật đều xuất lãnh các Bồ Tát nhiều như số hạt bụi ngàn cõi Phật cùng nhau đến đây, dùng đại oai thần lực trí huệ quang minh cùng nhau gia trì cho ông, khiến cho ông nhập vào Tam Muội Bồ Tát Vô Lượng Phương Tiện. Khi ông xuất định thì sẽ nói vô lượng phương tiện pháp môn, chẳng những chúng ta chư Phật đến gia trì cho ông mà còn có thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Phật Na Phật cũng gia trì cho ông. Vì thuở xưa Phật Tỳ Lô Giá Na đã từng phát nguyện lớn dùng đại oai thần lực để gia trì cho người nói pháp,
Đây cũng là lực của ông tu đủ thứ căn lành trong quá khứ mới nhập vào được Tam Muội Bồ Tát Vô Lượng Phương Tiện, khiến cho ông ở trong pháp hội Hoa Nghiêm mà vì chúng sinh dễ nói diệu pháp Hoa Nghiêm. Vì để tăng trưởng trí của Phật, vì vào sâu pháp giới, vì khéo biết rõ chúng sinh giới, vì chỗ nhập vào vô ngại, vì chỗ thực hành không chướng ngại, vì được vô đẳng phương tiện, vì vào tất cả trí tánh, vì giác ngộ tất cả pháp, vì biết tất cả căn tánh, vì hay chỉ nói tất cả pháp, đó là phát khởi 10 thứ trụ của Bồ Tát. Bồ Tát Pháp Huệ nhập định, trụ định, xuất định đều là nhờ 10 phương chư Phật gia trì mới có cảnh giới này. Bồ Tát Pháp Huệ tại sao phải nói pháp? Vì một, khiến cho tin hiểu Bồ Tát nghe pháp tăng trưởng trí huệ của Phật. Hai, vì khiến cho tin hiểu Bồ Tát vào sâu pháp giới. Tuy chúng ta chúng sinh là một phần tử trong pháp giới, nhưng chẳng hợp với pháp giới mà làm một thể, chẳng thấu hiểu tánh pháp giới, chẳng minh bạch lý pháp giới, cho nên không thể vào được pháp giới. Ba, vì khiến cho tin hiểu Bồ Tát khéo biết rõ chúng sinh giới, chúng sinh trong chín pháp giới, nhân duyên quả báo đều khác nhau. 4. Vì khiến cho tin hiểu Bồ Tát chỗ nhập vào chẳng có chướng ngại, thấu rõ tất cả chân lý, các pháp thật tướng thì chẳng có chướng ngại. 5. Vì khiến cho tin hiểu Bồ Tát nghiệp tu hành chẳng có nghiệp chướng. 6. Vì khiến cho tin hiểu Bồ Tát đắc được pháp môn phương tiện không gì có thể sánh bằng. 7. Vì khiến cho tin hiểu Bồ Tát hay thâm nhập tánh nhất thiết trí huệ. 8. Vì khiến cho tin hiểu Bồ Tát giác ngộ tất cả pháp. 9. Vì khiến cho tin hiểu Bồ Tát biết tất cả căn tánh. 10. Vì khiến cho tin hiểu Bồ Tát có thể bên trong trì tất cả pháp, bên ngoài nói tất cả pháp. Đây là nói về phát khởi tâm Bồ Đề của Bồ Tát sở tu 10 pháp môn thập trụ. Thiện nam tử, ông hãy nương oai thần lực của Phật mà dễ nói pháp này. Phật Pháp Huệ nhiều như số hạt bụi ngàn cõi Phật, đồng thời nói: Thiện nam tử, hiện tại ông được chư Phật gia trì, chư Phật dùng thân ý để khen ngợi ông, khiến cho ông đắc được lợi ích và thần lực. Ông hãy nương đại oai thần lực của chư Phật mà diễn nói diệu pháp thập trụ, khiến cho tất cả chúng sinh phát Bồ Đề tâm. Bấy giờ chư Phật liền ban cho Bồ Tát Pháp Huệ trí vô ngại, trí vô trước, trí vô đoạn, trí vô si, trí vô dị, trí vô thất, trí vô lượng, trí vô thắng, trí vô giải, trí vô đoạn. Tại sao vậy? Vì sức tam muội này pháp như vậy. Lúc đó 10 phương chư Phật đồng thời ban cho Bồ Tát Pháp Huệ 10 thứ trí huệ. 10 thứ trí huệ gì? Đó là một, trí vô ngại, trí huệ chẳng có gì chướng ngại. Có từ vô ngại, nghĩa vô ngại, pháp vô ngại, nhạo thuyết vô ngại, bốn thứ trí vô ngại biện. Từ vô ngại biện là ngôn từ nói ra vô lượng vô biên biện tài vô ngại. Nghĩa vô ngại biện là nghĩa lý nói ra vô lượng vô biên biện tài vô ngại. Pháp vô ngại biện là pháp nói ra vô lượng vô biên biện tài vô ngại. Nhạo thuyết vô ngại biện là thích nói pháp tùy thời tùy lúc tên nói Phật pháp, khiến cho tất cả chúng sinh nghe pháp tu hành do tu mà chứng. 2. Trí vô trước, trí huệ chẳng chỗ chấp trước. Tuy có trí huệ vô ngại nhưng không thể mắt nhìn tất cả đều không, coi ai chẳng ra gì. Bằng không tức là chấp trước thì chẳng được giải thoát, phải có trí huệ vô trước thì mới đắc được tự tại. 3. Trí vô đoạn, trí huệ chẳng có sự gián đoạn. Trí huệ có lúc có thì đột nhiên thông minh, có lúc đoạn thì lại ngu si. Tóm lại trí huệ không thể thường thường hiện tiền, tức là trí đoạn, trí vô đoạn tức là trí huệ tương tục không đoạn, đều hiện tiền. 4. Trí vô si, trí huệ chẳng có sự ngu si, có trí huệ thì thông minh, không trí huệ thì ngu si. Thường tu học Phật thì trí huệ sẽ hiện tiền, do đó vào sâu tạng kinh trí huệ như biển. Lúc này chẳng còn ngu si, chẳng còn vô minh, chẳng còn đen tối, luôn luôn hiện ra trí huệ quang minh. 5. Trí vô dị, trí huệ chẳng có biến đổi, trí huệ thủy chung vẫn là một, chẳng thể biến thành hai dạng không giống nhau. 6. Vô thất trí, trí huệ chẳng có sai mất, đạo lý nói ra đều là chánh quyết, chẳng có sai lầm. 7. Vô lượng trí, trí huệ chẳng có hạn lượng, trí huệ này lấy chẳng hết được, dùng cũng chẳng cạn, nguồn suối của trí huệ tuôn trào chảy ra, vĩnh viễn chẳng gián đoạn. 8. Vô thắng trí, trí huệ chẳng có gì thắng được, trí huệ thủ thắng này chẳng có gì thắng qua được trí huệ này. Trí huệ này có 5 thứ đức. A. Đức thứ nhất, thâm sâu như sấm. Thứ trí huệ này giống như tiếng sấm lúc trời tạnh, khiến cho chúng sinh mê hoặc tỉnh ngộ. B. Đức thứ hai, thanh triệt viễn văn. Thứ trí huệ này chẳng những thanh triệt mà còn ở nơi rất xa cũng nghe được. C. Đức thứ ba, âm thanh thường nhã.
Âm thanh này khiến cho người thương xót và lại hòa nhã, giống như tiếng chim ca lăng tần già, chim tiếng hay, rất là êm tai, ai nghe cũng đều hoan hỉ. Đề đức thứ tư hay khiến cho chúng sinh sinh tâm kính ái, khiến cho chúng sinh nghe được âm thanh này thì thâm nhập vào trong tâm mà sinh ra tư tưởng cung kính ái mộ. Đức thứ năm, ai nghe được đều hoan hỉ không nhảm. Phàm là chúng sinh nghe được âm thanh thủ thắng này thì luôn luôn hoan hỉ mà chẳng nhàm chán, đầy đủ năm đức này, cho nên là vô thắng. 9. Vô giải trí, trí huệ chẳng có sự giải đãi. Phàm là lười biếng chẳng tu hành, tức là giải đãi. Nếu đạt được trí huệ vô giải thì bất cứ lúc nào cũng đều tinh tấn. 10. Vô đoạt trí, trí huệ không thể đoạt lấy. Trí huệ này dù gặp cảnh giới gì cũng chẳng bị cảnh giới đoạt mất trí huệ. Tại sao phải nói 10 thứ trí huệ này? Vì dùng 10 thứ trí huệ này gia bị cho Bồ Tát Pháp Huệ, khiến cho Ngài nhập vào tam muội Bồ Tát vô lượng phương tiện. Đợi khi xuất định thì liền vì tất cả chúng sinh mà nói pháp, quy tắc nói pháp phải như vậy. Bấy giờ chư Phật đều duỗi tay phải ra xoa đảnh Bồ Tát Pháp Huệ. Bồ Tát Pháp Huệ bèn từ định mà dạy, bảo các Bồ Tát rằng: Phật tử, trụ xứ của Bồ Tát rộng lớn đồng với pháp giới hư không. Phật tử, Bồ Tát trụ nơi nhà ba đời chư Phật. Lúc đó Phật Pháp Huệ nhiều như số hạt bụi ngàn cõi Phật. Mỗi vị Phật đều duỗi tay phải ra để xoa đảnh đầu Bồ Tát Pháp Huệ. Lúc này có người khởi vọng tưởng, Bồ Tát Pháp Huệ chỉ có một đảnh đầu, vậy nhiều vị Phật như thế đồng thời duỗi tay phải ra để xoa đảnh là xoa như thế nào? Đây tức là đạo lý một nhiều vô ngại. Chư Phật đồng thời xoa đảnh chẳng có trước sau, đây là đạo lý không động mà đến, vô vi mà thành, tức cũng là cảnh giới nhiều chẳng ngại một, một chẳng ngại nhiều, một nhiều vô ngại, cùng nhau lợi ích. Tác dụng của sự xoa đảnh là trừ khử ngu si, tăng trưởng trí huệ, tức cũng là khử nghiệp chướng, tăng căn lành. Đây là trực tiếp lợi ích Bồ Tát Pháp Huệ, cũng là gián tiếp lợi ích tất cả chúng sinh. Vì Bồ Tát Pháp Huệ đắc được trí huệ, lại vì tất cả chúng sinh mà nói pháp, khiến cho chúng sinh được khổ được vui. Bồ Tát Pháp Huệ ở trong định được chư Phật xoa đảnh, liền từ tam muội mà xuất định, nói với các Bồ Tát đến từ mười phương rằng: Các vị đệ tử của Phật, Bồ Tát phát tâm Bồ Đề, chỗ trụ của các ngài rộng lớn vô biên đối với pháp giới hư không. Pháp thân của Bồ Tát cũng tận hư không khắp pháp giới để khắp tất cả mọi nơi. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng: Các vị đệ tử của Phật, Bồ Tát là trụ ở trong nhà của mười phương ba đời tất cả chư Phật. Vì Phật là đấng Pháp Vương, Bồ Tát là con của đấng Pháp Vương, gọi là Pháp Vương Tử. Bồ Tát phải thiệu long Phật vị, kế thừa địa vị chánh đẳng chánh giác, cho nên nói Bồ Tát trụ nhà ba đời chư Phật. Này tôi sẽ nói chỗ trụ của Bồ Tát. Các Phật tử, chỗ Bồ Tát trụ có 10 thứ, chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai đã nói, nay nói và sẽ nói. Bồ Tát phát tâm Bồ Đề trụ ở địa vị, tôi Bồ Tát Pháp Huệ hiện tại sẽ nói ra. Các vị đệ tử của Phật, địa vị của Bồ Tát trụ có 10 thứ trụ, chư Phật quá khứ đã nói đạo lý thập trụ của Bồ Tát, chư Phật hiện tại phải nói đạo lý thập trụ của Bồ Tát, chư Phật vị lai cũng sẽ nói thập trụ của Bồ Tát. Những gì là 10? Đó là ban đầu phát tâm trụ, trị địa trụ, tu hành trụ, sinh quý trụ, cụ thúc phương tiện trụ, chánh tâm trụ, bất thối trụ, đồng chân trụ, pháp vương tử trụ, quán đảnh trụ. Đó là tên thập trụ của Bồ Tát, quá khứ hiện tại vị lai chư Phật đều nói. Gì là thập trụ? Đó là 1. Ban đầu phát tâm trụ, tức là căn lành của Bồ Tát đã gieo trồng trong quá khứ, đã tu đạo Bồ Tát, đã hành lục độ vạn hạnh, căn lành chín mùi, phát tâm đại Bồ Đề, trụ ở bậc này cho nên gọi là ban đầu phát tâm. 2. Trị địa trụ, tức là Bồ Tát trong quá khứ đã tu trị tham sân si ở trong tâm, vô minh phiền não chấp trước tập khí vân vân, từng chút dần dần trừ sạch mà trụ ở bậc này, cho nên gọi là trị địa trụ. Phiền não của Bồ Tát có bớt mà chẳng tăng, còn phiền não của chúng ta phàm phu thì có tăng mà chẳng giảm. Bớt một phần phiền não thì tăng thêm hai phần phiền não, cho nên càng ngày càng nhiều, có tới 84.000 phiền não, đây là chẳng có trị địa. 3. Tu hành trụ, tức là Bồ Tát siêng tu đủ thứ pháp môn, đối với tất cả tri kiến đều thấu suốt, do đó siêng tu giới định huệ, tức diệt tham sân si, cho nên gọi là tu hành trụ. 4. Sinh quý trụ, Bồ Tát vì tu hành có đủ thứ căn lành, cho nên sinh vào nhà Phật tôn quý, tất cả đều tương đồng với Phật, cho nên gọi là sinh quý trụ.
5. Cụ túc phương tiện trụ. Tất nhiên Bồ Tát sinh vào nhà Phật nên đầy đủ tất cả phương tiện pháp môn để giáo hóa chúng sinh, cho nên gọi là cụ túc phương tiện trụ. 6. Chánh tâm trụ. Lúc này Bồ Tát trụ vào tam muội chánh tâm, đạo tâm tương đồng với Phật, cho nên gọi là chánh tâm trụ. 7. Bất thối trụ, tức là niệm bất thối, hành bất thối, vị bất thối. Niệm bất thối là chẳng thối tâm Bồ Đề, hành bất thối là tinh tấn tu hành, vị bất thối là chẳng thối lùi về hàng nhị thừa. Bồ Tát có ba thứ bất thối này mà dũng mãnh hướng về trước, cho nên gọi là bất thối trụ. 8. Đồng chân trụ, tức là thể đồng tử chân thật, tức cũng là chẳng có kết hôn. Bồ Tát đời đời kiếp kiếp giữ gìn bản na diện mục đồng thể, cho nên gọi là đồng chân trụ. 9. Pháp vương tử trụ, Bồ Tát là con của đấng Pháp vương, có quyền lợi kế thừa Phật vị, cho nên gọi là Pháp vương tử trụ. 10. Quán đảnh trụ, Pháp vương tử khi sắp thành Phật thì phải tiếp thọ 10 phương chư Phật dùng pháp thủy, nước pháp để quán đảnh, khiến cho đầy đủ từ bi hỷ xả bốn tâm vô lượng, cho nên gọi là quán đảnh trụ. Đó là nghĩa lý thập trụ. Kinh văn ở phía dưới sẽ giải thích tỉ mỉ hơn. Ở trong mỗi trụ, Bồ Tát đối với chúng sinh phải phát 10 thứ tâm, khuyến khích chúng sinh học tập 10 thứ pháp môn, hiện tại chỉ là nói sơ lược. Đây là thập trụ vị của Bồ Tát, trong quá khứ vị là hiện tại, chư Phật đều nói pháp môn này, dạy cho hết thảy những người đến nghe pháp, khiến cho hết thảy mọi người đều phát tâm Bồ Đề, tương lai sẽ đắc được 10 thứ thập trụ này. Phật tử, thế nào là Bồ Tát phát tâm trụ? Bồ Tát này thấy Phật Thế Tôn dung nhan xinh đẹp, sắc tướng viên mãn, người đều ưa thấy, rất khó gặp được, có oai nghi lớn, hoặc thấy thần túc, hoặc nghe thọ ký, hoặc nghe răn dạy, hoặc thấy chúng sinh thọ các sự quá khổ, hoặc nghe Như Lai rộng nói Phật pháp mà phát tâm Bồ Đề cầu nhất thiết trí. Bồ Tát Pháp Huệ lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật, thế nào gọi là Bồ Tát ban đầu phát tâm trụ? Tức là phải phát tâm Bồ Đề, tu vô thượng đạo, hành Bồ Tát đạo, cho nên gọi là ban đầu phát tâm trụ. Bồ Tát ban đầu phát tâm trụ, thế được Phật Thế Tôn có 10 thứ duyên. 1. Dung nhan xinh đẹp. Dung nhan của Phật rất trang nghiêm xinh đẹp, do đó 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. 2. Sắc tướng viên mãn. Sắc tướng của Phật rất trang nghiêm viên mãn, do đó có câu Phật diện do như tịnh mãn nguyệt, diệp như thiên nhật phóng quang minh. Nghĩa là mặt Phật dáng tựa như trăng rằm, cũng như ngàn mặt trời chiếu sáng. 3. Người đều ưa thấy, vì tướng của Phật viên mãn cho nên ai ai cũng đều muốn thấy Phật. 4. Rất khó gặp được, Phật phải trải qua trăm ngàn vạn kiếp mới xuất hiện ra đời, để lợi ích chúng sinh cho nên chẳng dễ gì gặp được Phật. 5. Có oai lực lớn, Phật có 10 lực vô úy, hàng phục được thiên ma chế các ngoại đạo. 6. Hoặc thấy thần túc, thần thông biến hóa của Phật không thể nghĩ bàn, hoặc thấy được thần túc thông của Phật. 7. Hoặc nghe thọ ký, hoặc nghe được Phật thọ ký cho. 8. Hoặc nghe răn dạy, hoặc nghe được Phật danh dạy, biết ác nên đoạn trừ, thiện thì tiến tu. 9. Hoặc thấy chúng sinh thọ các sự quá khổ, hoặc thấy chúng sinh thọ khổ, thì sinh tâm đại bi, thấy chúng sinh thọ khổ. 10. Hoặc nghe Như Lai nói Phật pháp rộng lớn, có cảnh giới không thể nghĩ bàn. Ở trên là nói về 10 thứ duyên, Bồ Tát nghe thấy rồi mà phát tâm Bồ Đề, cầu nhất thiết trí huệ của Phật, mà trụ ở địa vị ban đầu phát tâm trụ. Bồ Tát này duyên 10 thứ pháp khó được mà phát tâm, những gì nào 10? Đó là trí xứ phi xứ, trí thiện ác nghiệp báo, trí các căn thắng liệt, trí đủ thứ giải khác biệt, trí đủ thứ giới khác biệt, trí nhất thiết trí xứ đạo, trí các thiện giải thoát tam muội, trí túc mạng vô ngại, trí thiện nhãn vô ngại, trí ba đời lậu đều sạch. Đó là 10. Bồ Tát ban đầu phát tâm thì y chiếu 10 thứ pháp đắc được mà phát tâm. 10 pháp này ở tại phần Bồ Tát mà nói là 10 trí, tại phần của Phật mà nói là 10 lực. Vì định lực của Bồ Tát vẫn chưa kiên cố, chỉ có thể nói là 10 trí chứ không thể nói là lực. Định lực của Phật đến nơi rốt ráo, cho nên trí biến thành lực. Gì là 10 thứ pháp khó được? Tức là 1. Trí xứ phi xứ. Xứ là hợp lý, phi xứ là chẳng hợp lý. Hợp lý thì đắc được sự giác ngộ, chẳng hợp lý tức là mê hoặc. Còn có thể nói xứ là nơi thoát khỏi ba cõi, phi xứ là ở trong sáu nẻo luân hồi, trí là trí huệ. Đây chẳng phải lý luận phân biệt mà minh bạch đây là xứ phi xứ. 2. Trí thiện ác nghiệp báo. Phàm là lợi ích đối với người gọi là làm thiện, còn tổn hại người gọi là làm ác.
Do đó, đừng cho rằng thiện nhỏ mà không làm, đừng cho rằng ác nhỏ mà làm. Tuy thiện nhỏ không thể làm, tuy ác nhỏ không thể đi làm.